Để tiếp tục, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Sau 2 năm im lặng, công tố viên Robert Mueller ra điều trần trong 7 tiếng đồng hồ trước dân biểu của cả hai đảng tại Hạ viện ngày 24 tháng 7 để coi Tổng thống Trump có cản trở công lý và coi Nga có can thiệp bầu cử Tổng thống trong năm 2016 hay không. Ông Mueller nói là việc Nga đã có can thiệp vào nền dân chủ của chúng ta và đã bị tòa án buộc tội trừng phạt. Nhưng ông không kết luận và buộc tội Tổng thống Trump có thông đồng với Nga hay không. Ông Mueller muốn để những dữ kiện trong báo cáo của ông sẽ được Quốc hội và tòa án tiếp tục làm công việc đó. Lý do là trong lúc Tổng thống đương nhiệm, luật pháp không cho phép Tổng thống bị luận tội nên ông không làm việc đó. Tuy nhiên, ông Mueller cũng kết luận rằng các nhà lập pháp có thẩm quyền hành động trong các trường hợp mà Tổng thống có thể gây sự cản trở công lý khi sử dụng quyền lực của ông ta. Khi được ông Jerry Nadler, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, hỏi có đúng là Tổng thống Trump đã tuyên bố là cuộc điều tra cho thấy Tổng thống được exonerated, tức được xóa tội hoàn toàn, thì ông Mueller xác nhận là ông chưa từng minh oan cho Tổng thống, vì Tổng thống đã không được xóa tội với những hành động ông ấy bị cáo buộc vi phạm. Ông Mueller nói tiếp là ông bảo vệ tính trung thực của cuộc điều tra. Nhưng về lý thuyết, ông Trump có thể bị luận tội sau khi ông rời cương vị Tổng thống. Được ông Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo, hỏi là Tổng thống cáo buộc cuộc điều tra của ông Mueller là hoax, tức là một trò chơi lừa đảo, cố tình lập mưu lường gạt dư luận, và là một witch hunt, tức là một trò săn phù thủy. Ông Mueller trả lời là các cộng sự viên của ông là những người liêm chính, tiến hành cuộc điều tra một cách công bằng, trung thực và độc lập. Chiều cùng ngày điều trần, Tổng thống vui mừng tuyên bố với báo chí là các dân biểu dân chủ còn tệ hơn là trắng tay và phải xấu hổ vì không có bằng chứng gì cả để luận tội ông, nên Tổng thống ăn mừng chiến thắng. Các nhà lập pháp, đảng Cộng Hòa cũng bênh vực Tổng thống và chê trách đảng Dân Chủ thất bại hoàn toàn trong cuộc điều trần của công tố viên để buộc tội Tổng thống. Liền sau cuộc điều trần, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, ông Jerry Nadler, ông Adam Schiff và ông Elijah, Chủ tịch Ủy ban Giám sát, đã có một cuộc họp báo. Các vị này khẳng định là Quốc hội sẽ tiếp tục điều tra Tổng thống và phải tìm cho rõ ràng những dữ kiện và bằng chứng thiết thực và chắc chắn mới bắt đầu tiến trình luận tội impeach Tổng thống được. Nhưng họ cũng do dự và phải suy nghĩ cho kỹ vì thấy tiếp tục điều tra sẽ mất thêm nhiều thời giờ và tiền bạc, làm cản trở cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, họ cũng muốn sự thật và công lý được trưng bày để tòa án nhân dân, tức là cử tri hiểu là không một ai, kể cả Tổng thống, cũng không có vượt trên luật pháp được. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Kính chào quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thượng Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ sắc hoa màu nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042. Mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho thường phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301-529-5603, Bích Duyên 703-599-6043.